Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Thì hôm nay mình sẽ giải bài cái thắc mắc của một bạn đăng ký kênh yêu cầu hướng dẫn lại cái cách mà chỉnh để cái bơm bơm hơi á, mình một pha nó sẽ chạy lại. Thì ở đây mình sẽ làm một cái bài giới thiệu về mình có làm một cái mô hình như thế này ha, để chỉ cho các bạn cái chỉnh cái mức áp suất thấp để cho bơm hơi bơm lại nha các bạn. Thì ở đây đây là một cái rờ le ha, của hãng Taiwan, và rờ le này là điều chỉnh áp suất của một pha các bạn. Thì ở đây như mình nói, đây là con ốc trên này nè, có hai ngóc ha, con ốc mà giờ chỉnh bằng vít dẹp á, ốc mà chỉnh bằng vít dẹp á là chỉnh cái áp suất thấp ha các bạn, chỉnh cái áp suất chạy lại. Thì khi mà các bạn dặn cùng chiều kim đồng hồ á thì cái áp suất chạy lại nó càng tăng lên. Thì khi mà dặn con ốc này á, mà nhả ra ngược chiều kim đồng hồ á, thì cái áp suất chạy lại nó sẽ càng giảm. Còn con ốc mà dặn bằng tua vít ba khe này á, thì là để chỉnh cái mức áp suất cao để ngắt bơm. Thì khi mà các bạn dặn cùng chiều kim đồng hồ á, thì cái áp suất để ngắt bơm nó sẽ tăng lên, và ngược lại khi dặn con ốc này ngược chiều kim đồng hồ á, thì cái áp suất mà để ngắt bơm á, nó sẽ giảm xuống. Thì ở đây để giải bài thắc mắc của bạn ấy, thì tôi sẽ có làm một cái mô hình như thế này để hướng dẫn các bạn chỉnh cho cái bơm hơi mình nó chạy lại ha, ở cái áp suất mà mình mong muốn. Thì ở đây đây là hai cặp công tắc, thì tôi sẽ test một cặp thôi. Bây giờ tôi đấu chỉnh đồng hồ ở chế độ đo ohm ha, chỉnh đồng hồ ở chế độ đo ohm. Và tôi đưa vào đây, tôi đưa vào cặp này. Thì khi nào mà cái đồng hồ đo ohm của tôi á mà nó thông mạch á, là có nghĩa là bơm đang chạy ha. Rồi khi đồng hồ mà ngưng á, không không thông á, thì nghĩa là bơm ngắt các bạn. Thì để chỉnh như vậy thì cho nó dễ để bạn ấy hiểu. Đây, đó. Thì cái đồng hồ áp suất hiện giờ là bao nhiêu? Bây giờ là 6 kg. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi làm cho áp suất nó giảm thử coi hiện giờ bao nhiêu ký nó chạy lại ha. Nè các bạn, bạn chú ý nha, để tôi giảm ít ít thôi để cho nó cái áp nó giảm từ từ thì các bạn sẽ dễ thấy hơn. Đây, bạn chú ý nha, thì cái áp suất nó xuống 3 kg nha, 3 kg thì bơm bắt đầu chạy lại nha các bạn. Thì hiện giờ nè, 3 kg bơm chạy lại. Bây giờ tôi muốn, đợi tôi một tí. Thì hiện giờ 3 kg bơm chạy lại, tôi muốn giảm xuống 2 kg ha, tôi muốn chỉnh xuống giảm 2 kg bơm nó mới chạy. Thì tôi sẽ tiến hành dặn ngược chiều kim đồng hồ dài dài dòng ấy. Đây tôi dặn cái con tua vít này nè, tua vít ba khe này nè, tôi dặn mở ngược chiều kim đồng hồ ra và tiến hành test lại cho bạn xem. Đây, thử coi nó xuống mấy ký. Hồi nãy 3 rồi đó, thì chắc ăn bây giờ tôi đã dặn ngược chiều kim đồng hồ nó rồi thì nó sẽ giảm xuống dưới nữa, dưới 3 nó mới chạy lại. Đó, dưới 3 đó các bạn. Đó, thì nó đã giảm xuống 2 kg ha. Bây giờ nó đã giảm xuống 2 kg nó để nó chạy lại rồi đó. Thì các bạn chỉ cần nhả con ốc này ngược chiều kim đồng hồ thì cái máy bơm mình, cái áp suất mà mình cài đặt để bơm chạy lại nó sẽ giảm xuống nữa. Còn bây giờ tôi sẽ tiến hành thử, tôi tăng lên ha, tôi tăng lên coi hiện giờ bao nhiêu ký nó chạy lại. Tôi dặn cùng chiều kim đồng hồ tăng lên rồi đó. Dặn dặn 4 kg các bạn, nó tầm cỡ 3 kg, 3 kg mấy, để mình coi kỹ lại coi. Thì hiện giờ tại sao? Tại vì cái áp suất hơi này nè, nó đã qua cái ngưỡng ngắt. Đợi tôi một tí. Đó,
Thì bây giờ hồi nãy tôi đã dặn cùng chiều kim đồng hồ rồi đó, thì cái áp suất mà để chạy lại nó sẽ tăng lên, thì các bạn theo dõi nè coi nó tăng lên bao nhiêu hơn để nó chạy lại nha. Đó các bạn thấy không, gần 4 kg, còn một tí xíu nữa là 4 kg. Thì để mà tôi muốn lên 4 kg rưỡi hoặc 5 kg nó chạy lại thì tôi sẽ chỉnh con ốc vít vít dẹp này nè ha, vít dẹp này nè, tôi sẽ dặn cùng chiều kim đồng hồ 2-3 vòng gì đó, thì các bạn test lại thử coi nó bao nhiêu ký nó chạy lại. Đây đó, thì nó tầm cỡ 4 kg rưỡi nó chạy lại các bạn ha, nó tầm cỡ 4 kg rưỡi nó chạy lại. Thì cái mạch mình nó đã cái cách hướng dẫn này thì nó sẽ dễ hiểu hơn đó các bạn. Các bạn thấy không, cái cách mà chỉnh cái con ốc mà dẹp này nè, ốc vít dẹp này nè, là chỉnh cái áp suất thấp ha, áp suất thấp để máy bơm mình nó chạy lại. Thì khi mà nói lại một lần cuối nữa, thì khi mà các bạn dặn con ốc này nè, dặn con ốc này nè cùng chiều kim đồng hồ á, thì cái áp suất mà để nó chạy lại á, thì nó sẽ tăng lên. Và khi các bạn dặn ngược chiều kim đồng hồ thì cái áp suất mà để bơm hơi mình nó chạy lại á, nó sẽ giảm xuống ha các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hy vọng cái clip này sẽ giúp cho các bạn mà tên gì, bạn ấy tên gì tôi quên, bạn ấy hỏi tôi để giải thích lại bạn ấy đó. Thì hy vọng cái clip này nó sẽ giúp ích cho bạn ấy được. Xin chào, tạm biệt ha.